mai kia hẹn nhau lúc 5 giờ. Hey, tan ca đã lâu mà sao vẫn chưa về. Hey, em ơi hôm nay cái xe nên anh phải về trễ. Nào kể tôi nghe mấy chuyện trên trời và dưới bể. Thể thao giải trí dùng chuyện kinh tế, thời sự đang hot chuyện thực tình không kể. Ông nơi uống đê nào 1, 2, 3 nhưng phải nhớ đường về. Nè, nhìn kỹ. Ê. Khổ quá, vẫn cái áo sơ mi mặc từ tuần trước, quần này rồi không chịu thay, kinh quá cơ. Làm sao? Không phải cái đó. Ủa gì? Đi đây. Cái gì mà cứ tập trung vô đây hoài. Trời ơi, hình đẹp đâu ha. Trời ơi, trai đẹp đâu ha. Trời ơi, trai cơ bắp đâu không hèn chi. Không để ý tới tôi. Nhìn kỹ đi, có gì khác lạ không? Nhìn anh nè. Hey. Thì vẫn cái đồng hồ mà kim chỉ 6:30 chứ gì. Không phải, nhìn đi nè. Đây nè. À. Đây. Rồi, hay quá ha, đẹp quá ha. Đôi giày mới thấy hợp anh không? Hợp với anh không? Hợp, nhưng mà thật ra thì em thấy là anh thay đổi có 10 thứ đi chăng nữa nhá. Vẫn thế là không có gì thay đổi hết hả? Không gì khác lạ hả? Trời ơi, nó lạ ghê nè, đôi giày nè, đăng nè, lên nó phải lạ, nó phải khác chứ. Ý em nói là cuối cùng em tóm lại ý em là sao? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Trời đất ơi, là chê tôi đó. Ai cha, nó gỗ tôi yếu hay sao? Nước sơn trời. Hèn chi coi ba cái hình này không lẽ vợ tôi bây giờ thèm ăn phở rồi hả ta?